Tầm này thì là vừa hạ độ phân giải một chút này, nhưng mà vẫn nhìn được đúng không ạ? Thì máy của các bạn vẫn dùng ok mà hiệu năng sẽ ổn hơn. Ok, rồi các bạn nhìn này, màn hình của mình sẽ bị thu gọn lại một chút. Đây, điện thoại của các bạn giờ như này, cực kỳ rỗ luôn. ATAS, thương hiệu gaming gear giá rẻ số 1 tại Việt Nam. Mua ATAS tới smartnew.vn. Xin chào các bạn, mình vừa tìm được một trò rất là hay trên smartphone luôn. Đó là tùy chỉnh độ phân giải và tỷ lệ của màn hình theo một con số bất kỳ các bạn nhé. Mục đích để làm gì thì mình ví dụ là máy của các bạn cấu hình nó cũng lâu rồi, bắt đầu đuối. Tuy nhiên phải gánh một cái màn hình độ phân giải quá cao thì các bạn có thể chỉnh độ phân giải thấp xuống, giúp cho máy mát hơn, pin trâu hơn, hiệu năng ok hơn. Hoặc cho trường hợp mà máy của các bạn bị chết cả một dòng phía trên này này, thì các bạn có thể chỉnh lại cái tỷ lệ của màn hình, dùng phần dưới này thôi, không dùng phần trên nữa. Đó, rất là nhiều tính năng luôn. Ok, bắt đầu nhá. Ok, cách làm thì bắt buộc các bạn sẽ phải có máy tính các bạn nhá, máy tính hoặc là laptop. Đầu tiên thì mình sẽ thao tác trên máy tính trước. Trên máy tính thì các bạn tải cho mình một cái file là ADB, link tải thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn nhá. Đây, nó nằm ở dưới này này. Các bạn click về và tải thôi. Mình đã tải sẵn rồi. Nó sẽ là một file zip thế này, các bạn giải nén ra sẽ được folder như sau. Đó, một file cài đặt thì các bạn tiến hành cài đặt thôi. Đó, sẽ có cái bảng như này. Thì các bạn gõ cho mình chữ Y. Enter. Y phát nữa. Enter. Rồi, Y một phát nữa. Enter. Hiện ra bảng như này thì các bạn chọn Next nhá. Ok, xong. 3 lần Y là ok. Bây giờ thì trong ổ C của các bạn này, nó sẽ có một cái folder mới là ADB, được chưa? Các bạn mở lên. Các bạn giữ vào phím Shift trên bàn phím cho mình và bấm chuột phải. Đó. Chọn vào cái phần là Open PowerShell Window here. Đó, thì các bạn sẽ được một cái bảng như sau. Đối với điện thoại thì các bạn sẽ không cần phải root máy. Tuy nhiên các bạn sẽ phải bật cho mình chế độ là USB Debugging ở trong phần tùy chọn nhà phát triển. Cách bật tùy chọn nhà phát triển thì các bạn có thể Google nhé. Mỗi máy nó sẽ có một cách khác nhau. Đây, ví dụ như chiếc Pixel 5 mình cầm trên tay thì mình đã bật rồi. Tùy chọn nhà phát triển này, đó. Thì các bạn kéo xuống phía dưới sẽ có phần là gỡ rối USB, tức là USB Debugging. Các bạn bật nó lên cho mình, được chưa? Bây giờ các bạn tiến hành kết nối điện thoại vào máy tính. Ở trên máy tính cái bảng ban nãy thì các bạn gõ cho mình một dòng lệnh nhá. Đây, các bạn có thể copy cái dòng lệnh mình để dưới phần mô tả. ADB cell WM size cách độ phân giải. Độ phân giải thì các bạn có thể tùy chỉnh một cách ngẫu hứng luôn. Mình ví dụ là chiếc Pixel 5 của mình có độ phân giải là 1080x2340. Tuy nhiên, mình sẽ chỉnh về là 1080x1920. Đó, mình sẽ thử bấm Enter để xem máy ra sao. Ok, rồi các bạn nhìn này. Màn hình của mình sẽ bị thu gọn lại một chút. Đó, nó sẽ là tỷ lệ 16:9. Cái phần cam nó sẽ bị lệch đi. Đó, trong trường hợp các bạn mà bị liệt cảm ứng cái phần trên hoặc là phần dưới ấy, thì bạn có thể tùy chỉnh lại kích thước, chỉ dùng cái phần ở giữa thôi. Quá tiện luôn đúng không? Bây giờ trong trường hợp mà các bạn muốn hạ độ phân giải nhá, thì đây. Tiếp tục là dòng lệnh như vậy, nhưng bây giờ mình sẽ chỉnh lại độ phân giải nhá. Mình ví dụ là mình sẽ chia 2 nhá, nó sẽ là 540 này. Đó, còn đây sẽ là 1170. Ok, Enter này. Đó, bây giờ thì màn hình của máy độ phân giải rất là thấp luôn, cái cam siêu to khổng lồ này. Khi chỉnh độ phân giải thấp xuống thì nó sẽ bị một số cái nó không khớp. Ví dụ như cái phần camera này, nó sẽ không đúng với cả cam của máy. Cộng với cả những cái giao diện này nó cũng không được thiết kế ở độ phân giải như vậy, là nhìn nó hơi kỳ, nhưng mà các bạn vẫn dùng bình thường nhá. Đấy, được chưa? Vẫn dùng bình thường luôn. Ngoài ra thì các bạn có thể vào trong setting của máy này, phần màn hình, các bạn chỉnh lại kích thước nhỏ đi một chút. Đây, ví dụ như cái phần này mình chỉnh bé hết cỡ rồi thì mới nhìn được, chứ còn bình thường ấy để to thì gọi là cực kỳ khó nhìn luôn. Bé hết cỡ đi. Đó. Mình sẽ thử một độ phân giải cực kỳ dị luôn nhá, để xem là như thế nào. Ví dụ như là 320 nhân với cả 480. Độ phân giải ngày xưa luôn. Đây, điện thoại của các bạn giờ như này, cực kỳ rỗ luôn. Buồn cười vãi chưởng ạ. Úi rồi. Thế này thì khó dùng quá. Rồi, mình nghĩ là mình sẽ chỉnh một độ phân giải phù hợp hơn. Nó sẽ là khoảng 720 nhân với cả 1560. Ok, đó. Tầm này thì là vừa hạ độ phân giải một chút này, nhưng mà vẫn nhìn được đúng không? Thì máy của các bạn vẫn dùng ok mà hiệu năng sẽ ổn hơn.
chứ còn nhiều khi chỉnh bé quá ấy, thì rất là khó dùng. Ok, vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn một cái mẹo để chỉnh độ phân giải cũng như tỷ lệ của màn hình, rất là thú vị đúng không nào? Có thể là trong các video tới ấy, thì mình sẽ thử nghiệm xem là một chiếc máy có cấu hình yếu, ví dụ như con chip Snapdragon đầu 7 thôi, mình sẽ hạ độ phân giải xuống, sau đó mình chơi Genshin Impact, đó, một tựa game cực kỳ nặng, để xem là máy có gánh được hay không. Các bạn nhớ theo dõi kênh để không bỏ lỡ nhá. Giờ thì xin chào, bye bye.